Shop Phạm Huấn xin kính chào quý khách. Shop Phạm Huấn chuyên cung cấp đồ Nhật bãi, đồ thanh lý siêu thị đến từ Nhật Bản, Mỹ và Đức. Thì hôm nay là ngày cuối cùng nghỉ lễ rồi. Em cũng đại hạ giá tất cả mọi sản phẩm trong trong shop của em hôm nay. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác nhiều sản phẩm thanh lý đến từ Nhật Bản, Mỹ và Đức. Thì các bác xem video thì nhớ để lại cho một nút like, một nút đăng ký kênh, ủng hộ kênh của em. Kênh của em được phát triển hơn, nhiều người biết đến hơn. Xin trân trọng cảm ơn các bác. Thì đây vẫn là số hotline liên hệ trực tiếp bên shop em. Các bác cần mua hàng hoặc cần tư vấn thì cứ gọi điện trực tiếp cho bên em. Bên em tư vấn 24/7 cho các bác. Đây, các bác có thể quan sát đây, ba số hotline. Các bác có thể kết bạn Zalo hoặc nhắn tin trực tiếp, gọi điện trực tiếp cho shop. Cảm ơn các bác. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu các bác là con máy hút bụi ống nhà bên em đây. Thì em sẽ cho góc cam rộng ra để cho các bác quan sát rõ hơn. Rồi. Cực kỳ xịn sò các bác ơi, đây. Con hút bụi này có mã sản phẩm của bên em là hút bụi ống nhé các bác ơi. Đây. Các bác có thể nghe tiếng máy đấy ạ. Các bác có thể nghe tiếng máy để biết sức mạnh của nó rồi ạ. Hút cực kỳ trâu luôn các bác ơi. Hút cực kỳ trâu bò luôn. Rồi. Sản phẩm của bên em thì được đâu nhỉ? Đây. Đây các bác ơi, lắp ráp vô cùng dễ dàng nha, đây. Đây. Cực kỳ dễ dàng luôn. Đây, cực kỳ dài nha, thuận tiện đến mọi ngóc ngách trong gia đình các bác nha. Cực kỳ mạnh luôn các bác ơi. Đây, em sẽ test khả năng hút của nó cho các bác nha. Ngay bây giờ em sẽ test luôn. Đây, bát gạo của em đây. Đây, các bác quan sát đây. Chỉ cần một chút thôi, một tí thôi, gần hết bát gạo rồi. Một chút thôi là hết bát gạo luôn. Cực kỳ khỏe luôn các bác ơi. Rồi, bát gạo của em hết luôn nhá. Đây, chỉ còn một vài hạt thôi. Cực kỳ xịn sò. Cực kỳ xịn sò luôn các bác ơi. Cực kỳ xịn luôn. Đây các bác ơi, lắp ráp thì cực kỳ dễ dàng luôn. Đây. Lắp ráp cực kỳ dễ dàng. Đây em sẽ lắp ráp cho các bác xem nhá. Đây, cực kỳ dễ dàng luôn. Chỉ cần lắp cái này vào. Lắp bộ phận lọc khí vào thôi. Đây, lắp bộ phận lọc khí. Rồi lắp thân chính vào là xong. Rồi. Ấn nút đây, các bác cần ấn nút này vào lẫy, ok luôn, vào lẫy là ok rồi, cực kỳ chắc chắn luôn. Đây có thể nối dài cực kỳ xịn sò. Đây đầu này nữa, có thêm đầu nối rồi, có thêm đầu nối vào, cực kỳ xịn sò nhé các bác. Rồi phòng những ngóc ngách, hút ghế sofa đây, hút bụi ghế sofa, cực kỳ xịn sò luôn. Bên em bán con này với giá là 350.000 cả bộ sản phẩm đây, cả bộ sản phẩm, cả dây sạc nhá các bác, cả dây sạc, cả thân máy đây, với giá là 350.000, bao ship toàn quốc luôn, bao ship toàn quốc. Mã sản phẩm của con hút bụi này là hút bụi ống nhá các bác. Mọi sản phẩm của bên em đều đến từ thương hiệu Nhật Bản nhá các bác, đều đến từ thương hiệu Nhật Bản, cực kỳ chất, em đảm bảo với chất lượng 1 đổi 1 trong vòng 1 tháng nhá các bác luôn, cực kỳ xịn sò. Bên em bán với giá là 350.000, bao ship toàn quốc. Với mã sản phẩm là hút bụi ống nha các bác ơi. Cực kỳ xịn luôn. Hút bụi ống 350.000 bao ship. Tiếp theo thì em muốn giới thiệu cho các bác là con đèn siêu to khổng lồ của bên em. Đây, có thương hiệu Yakusama của Nhật Bản. Đây, Made in Japan đây. Dung lượng pin của nó là 8000 mAh. Soi xa thì từ 800 đến 1000m nha các bác. Đây, thông số kỹ thuật được in trực tiếp lên sản phẩm nên các bác yên tâm đảm bảo độ chính xác và độ chuẩn xác khi em quảng cáo nhé. Rồi. Siêu sáng nhá các bác, đèn có 3 chế độ, sáng mạnh, sáng yếu này, nháy mạnh nhá các bác, cực kỳ xịn sò. Con này thì dung lượng pin 8000 mAh cơ. Đây, tích hợp gồm 4 viên 2000 mAh là 8000, dung lượng rất chuẩn nha các bác ơi. Dung lượng pin 8000 mAh, cực kỳ chuẩn xác luôn. Thông số cực kỳ chính xác luôn các bác ơi. Con này thì có thể thay thế được nha, thay thế pin thoải mái luôn các bác ơi. Các bác ạ, có thể mang pin dự phòng hoặc mang sạc đây nha. Nhà em tặng kèm thẻ sạc nha các bác. Đây. Khi các bác muốn sạc thì các bác chỉ cần lật ngửa đít nó lại đây, vuốt lên nha, cậy ra, dây sạc nó sẽ ở trong đây, cực kỳ xịn luôn, cực kỳ tiện dụng luôn, dây sạc ở trong thân luôn nhé, tích hợp trong thân, các bác về chỉ cần cắm vào củ sạc điện thoại nhà mình thôi là có thể sạc bình thường vô cùng dễ dàng. Bên em bán này với giá là 350.000, cũng 350.000, mã sản phẩm là đèn D5 nhé các bác. Đây các bác có thể quan sát pha của nó đây, cực kỳ sáng luôn các bác ơi, đèn D5 350.000 bao ship toàn quốc luôn. 350.000 bao ship, mã sản phẩm là đèn D5. Đây, dung lượng pin 8000 mAh.
và rọi xa từ 800 đến 1000 mét, cực kỳ xịn sò luôn. Pin này thì có thể sử dụng tầm khoảng 4 đến 5 tiếng thoải mái, 4 5 tiếng liên tục thoải mái các bác ơi, cực kỳ xịn sò. Các bác lên cho mã sản phẩm là đèn D5 350.000, bao ship toàn quốc nha các bác ơi. Một sản phẩm tiếp theo là em cũng nhập khẩu để thanh lý một số sản phẩm từ Đức, thì em có về một lô cân tiểu ly các bác ơi. Đây, lô cân tiểu ly này, con này thì cân theo gam nhé các bác, cân theo gam này. Đây, chuyển chế độ về gam nha các bác. Đây, về gam này. Đây, con này cân cực kỳ chính xác luôn các bác ơi. Đây, các bác chỉ cần ấn nút reset ở bên dưới này. Đây, Stapea. Đó, nó có thể cân được luôn. Nó cân được từ 1 gam đến 10.000 gam là 1 cân nhé các bác ơi. Cực kỳ xịn xò luôn. Đây, con này đang nặng là khoảng 10,1 gam. Đây, nhẹ hơn thì cũng có thể cân được nha. Đây, 4 gam thì cũng cân được nha các bác ơi. Cực kỳ xịn xò luôn. Đây, cân nặng thì đây, em test luôn độ cân nặng của nó cho bác nha. Đây, cân thật nhiều đồ nặng vào. Cho thật nhiều đồ nặng vào. Thêm nữa vào đi. Đây, đang khoảng 1 cân 7 các bác ơi. Nó đang vào khoảng 1 cân 7, 1.700 nha. 17.000 nha các bác, 17.000 gam. Tức là khoảng 1 cân 7 nha. 17.000 gam là 1 cân 7. Cực kỳ xịn sò luôn. Đây, con này thì cân tiểu ly vô cùng chính xác, nên các bác cứ yên tâm. Chỉ cần một số sản phẩm nhỏ nhẹ. Đây, thì nó không về không thì các bác có thể ấn reset để nó có thể về chế độ ban đầu. Bên em bán con này với giá là 250.000, bao ship luôn, 250.000. Mã sản phẩm là cân tiểu ly nha các bác, cân tiểu ly đến từ thương hiệu của Đức nha các bác. Đây, made in Germany đây, cực kỳ xịn sò. Hàng nhà em thì luôn luôn có tem của nhà sản xuất và nguồn gốc xuất xứ, nên các bác yên tâm đảm bảo về chất lượng của sản phẩm. Con này thì bên em bán với giá là 250.000, bao ship, với mã sản phẩm là cân Đức nha, cân Đức hoặc cân tiểu ly. Các bác lên cho mã sản phẩm là cân tiểu ly hoặc cân Đức, 250.000, bao ship nha các bác ơi. Em test luôn cho các bác nha, em test và giới thiệu luôn sản phẩm cho các bác. Đây, con này thì rất xịn nha các bác ơi, rất nhiều chế độ, cực kỳ nhiều chế độ thu phóng cốt, cực kỳ chất luôn các bác ơi. Rồi, thu phóng cốt đây, cực kỳ đơn giản, thu phóng cốt đây. Thu ra kéo vào, cực kỳ xịn sò, thì xịt xò luôn các bác ơi. Đây, và em xin giới thiệu đến các bác là con đèn với mã sản phẩm là đèn D1 nha các bác ơi. Mã sản phẩm đèn D1 cực kỳ nhiều chế độ nháy sáng nha, cực kỳ chất luôn các bác ơi. Đây, các bác quan sát đây, đèn vô cùng bền chắc, được làm bằng hợp kim thép nha các bác, hợp kim thép này, hàng xuất xứ Nhật Bản nha các bác, made in Japan này, cực kỳ xịn xò. Có đuôi, có đuôi cầm bằng dây nha các bác, cực kỳ xịn xò, xỏ tay thì vô cùng an toàn và tiện lợi rồi. Rồi, em test cho các bác đây, cực kỳ chất luôn các bác ơi. Rồi, vô cùng xịn luôn. Con này thì sử dụng pin 18650, sử dụng pin 18650 nha các bác ơi. Đây, pin này nha các bác. Rồi, sử dụng cùng pin này, cực kỳ xịn sò. 18650, 3600 mAh đây. Và nó tích hợp thêm cả sạc nha các bác, sạc USB micro USB đây. Các bác quan sát đây, sạc rất đơn giản nha các bác. Mua sản phẩm thì em sẽ tặng kèm các bác dây sạc nha. Và thay pin cũng vô cùng đơn giản thôi, cần tháo ra như thế này. Đây, tháo phần đít ra như này và chúng ta có thể thay pin thôi. Đó, thay pin 18650 vào, cực kỳ xịn sò luôn. Đây, vô cùng dễ dàng, vô cùng dễ dàng các bác ơi, cực kỳ dễ dàng luôn, siêu dễ dùng. Đó, thế thôi, thay pin vô cùng đơn giản. Các bác có thể mua pin dự phòng của bên em. Con này thì em giới thiệu luôn là một viên này có giá là 40.000 nha các bác ơi. Một viên em bán với giá là 40.000. Và con đèn D1 này thì em đang giao bán trên thị trường với giá là 190.000, bao ship luôn. 190.000 bao ship. Con này em cam kết rẻ nhất thị trường luôn các bác ơi. 190.000 bao ship toàn quốc. 190.000 bao ship toàn quốc. Có sạc USB Type-C nha, USB micro USB, cực kỳ xịn nha. Đây, siêu sáng, cực kỳ nhiều chức năng, thu phóng cốt, cực kỳ nhiều chế độ nháy nha các bác ơi. Đó, rất xịn sò. Bên em bán giá là 190.000 bao ship. Các bác lên cho mã sản phẩm là đèn D1, 190.000 bao ship. Khi mua sản phẩm thì các bác được đựng trong hộp này nha, đựng trong hộp rất sang trọng này nha, cực kỳ chất nha các bác ơi. Chống va đập đây,
thì vận chuyển dễ hơn. 190.000 bao ship, mã sản phẩm là đèn D1 nha các bác ơi. Tiếp theo thì em muốn giới thiệu lên cho các bác là con khóa chữ U, khóa chữ U của bên em mới về đây. Hàng mới về được nhập theo lô nha các bác ơi. Hàng mới về nhập theo lô. Rồi, con này thì sử dụng mật mã nha các bác. Mật mã 4 số nha. Mật mã 4 số đây, mật khẩu mặc định của nó là 4 con số 0. Khi em đổi cái là đổi một con số đi thôi. Lần đổi một số đi thôi là không thể mở được rồi. Cực kỳ an toàn và bảo mật luôn các bác ơi. Đó, cực kỳ an toàn và bảo mật, khi đúng mật khẩu phát chỉ cần ấn nút ở cạnh thế này là chúng ta có thể mở được rồi. Cực kỳ dễ dùng luôn. Siêu dễ dùng. Các bác nào khi mua về mà chưa biết đổi mật khẩu thì có thể liên hệ bên em. Bên em sẽ hướng dẫn cách đổi mật khẩu vô cùng dễ dàng luôn. Đây. Con này bên em bán với giá là 120.000 bao ship luôn. Bao ship toàn quốc, khi mua với các sản phẩm khác thì nó sẽ có giá chỉ 100.000 thôi. Khi mua với nhiều sản phẩm thì bên em bán với giá chỉ 100.000, còn mua đơn lẻ thì là 120.000 bao ship nha các bác ơi. Cực kỳ xịn sò đây. 100.000 con khóa chữ U đây. Các bên cho mã sản phẩm là khóa U 100.000. Đây, tiếp theo thì em muốn giới thiệu các bác là con khóa một vòng nha các bác. Con này dùng để khóa càng, khóa cổ xe nha. Đây, con này cũng sử dụng mật mã như con kia nha. Mật khẩu mặc định vẫn là 4 con số 0 nha. Mật khẩu mặc định vẫn là 4 con số 0. Cực kỳ dễ dùng luôn. Đây. Cực kỳ dễ dùng luôn các bác ơi. Đó, chỉ cần vặn đúng là nó tự nhả ra luôn nha. Chỉ cần vặn đúng là nó tự nhả ra luôn. Không cần phải ấn gì cả. Đây. Vặn đúng là tự mở nha các bác. Đây, khi em đang ấn sai một số nha. Đây, trực tiếp về không cái nó tự nhả luôn. Vô cùng dễ dùng luôn các bác ơi. Vô cùng dễ dùng. Đây. Sai một số thôi là không thể mở được rồi. Cực kỳ xịn sò luôn. Các bác lên cho mã sản phẩm là khóa một vòng nha các bác. Con này là khóa một vòng. Đây, cái này thép mà dây cáp chống cắt nha. Bên trong là dây cáp chống cắt được bọc một lớp ống cao su nha, chống rỉ cho các bác luôn. Chống rỉ cho các bác cực kỳ xịn luôn. Bên em bán này với giá là 100.000, 100.000 thôi các bác ơi. 100.000 khóa một vòng nha các bác ơi. Khóa một vòng. Còn tiếp theo thì em muốn giới thiệu cho các bác là con khóa hai vòng nha các bác. Khóa hai vòng thì là nó có gồm hai vòng dây dài gấp đôi con trước nha. Dài gấp đôi con trước nha các bác ơi. Rồi. Dài gấp đôi và dây thép cũng có to hơn, dây cáp cũng to hơn nha các bác. Rồi. Đúng mật khẩu là có thể mở khóa được luôn. Cực kỳ xịn sò nha các bác ơi. Đúng mật khẩu là tự bung khóa nha. Cực kỳ chất luôn. Nên em bán này với giá là 120.000 với mã sản phẩm là khóa hai vòng. Các bác lên cho mã sản phẩm là khóa U. Khóa U này 100.000, khóa một vòng cũng 100.000 và khóa hai vòng là 120.000. Cực kỳ xịn sò luôn các bác ơi. Đây, em giới thiệu ba sản phẩm cùng một lúc cho các bác nhé. Rồi. Cực kỳ chất luôn. Bác nào có nhu cầu mua thì cứ gọi điện trực tiếp cho bên em. Khóa U 100.000, khóa một vòng 100.000 và khóa hai vòng là 120.000. Cực kỳ dễ dùng luôn các bác ơi. Cực kỳ dễ dùng và an toàn. 100.000, 120.000 thôi. Cực kỳ chất luôn các bác ơi. Sản phẩm tiếp theo muốn giới thiệu các bác đó là con ống nhòm. Ống nhòm mà hàng Thanh Lý nha. Hàng Thanh Lý đến từ Nhật Bản nha các bác ơi. Cực kỳ xịn sò luôn các bác. Đây. Thấu kính cực kỳ xịn nha. Thấu kính vô cùng đẹp nha. Vô cùng to và rõ nha. Đây. Con này thì nhìn xa tối đa là 2 cây nha. Nhìn xa 2 cây nha các bác ơi. Và nhìn gần nhất là khoảng 50m. Các bác có thể nhìn gần nhất là 50m. Có thể điều chỉnh độ nét đây. Cái này em nói rõ luôn là cái này điều chỉnh độ nét này, chứ không điều chỉnh được độ xa nha các bác ơi. Điều chỉnh được độ nét thôi. Độ xa thì nó mặc định rồi. Nhìn xa vô cùng rõ ràng nha các bác ơi. Cực kỳ chất luôn. Cái này cũng có thể điều chỉnh độ xa một chút, nhưng mà nó không đáng kể cho lắm. Nhưng mà độ nét thì cực kỳ xịn nha các bác ơi. Rồi. Các bác nào mà muốn khám phá bầu trời hoặc là muốn săn bắt các thứ thì có thể sở hữu em nó. Đây. Bên em bán với giá là 380.000. 380.000. Ống nhòm Nhật nha các bác ơi. Ống nhòm hàng Thanh Lý Nhật, hàng còn mới nguyên, đựng trong hộp như thế này. Đây, được đựng trong hộp như thế này các bác ơi. Có cả dây cho các bác, dây đeo cổ cho các bác luôn nha. Cực kỳ xịn sò. Bên em bán với giá là 380.000 bao ship, mã sản phẩm là ống nhòm nha các bác ơi. Ống nhòm Nhật nha, ống nhòm của Nhật, hàng Thanh Lý. Nhưng các bác yên tâm đảm bảo về chất lượng, 380.000 bao ship. Sản phẩm tiếp theo muốn mang đến cho các bác trong ngày hôm nay là con kéo cắt tôn, kéo cắt tôn mini đến từ thương hiệu Capucci của Nhật nha các bác ơi. Thương hiệu Capucci của Nhật là một thương hiệu sản xuất đồ công nghiệp, đồ sử dụng trong công nghiệp hoặc máy móc các thứ thì vô cùng xịn sò rồi, vô cùng có thương hiệu trên thế giới rồi. Đây, con này thì em mới về một lô khoảng 30 chiếc thì con này thì em thanh lý luôn.
em thanh lý luôn, đang dọn kho mà. Em có một lô hàng mới về đây. Hàng mới về, bên em bán này với giá là 220.000 bao ship, kéo cắt tôn mini các bác ơi. Kéo cắt tôn mini này thì có thể cắt được thép lá này, tôn lá, tôn dày cũng cắt được, nhưng mà cực kỳ chất nha các bác ơi, tôn dày cũng cắt được. Nhưng mà không, các bác chuyên nghiệp thì nên sử dụng loại to hơn. Còn các bác sử dụng trong gia đình thì nên sở hữu em này. Cắt tôn, sửa mái tôn vô cùng đơn giản với các bác luôn. Thường chừng như phải nhờ thợ, nhưng mà các bác có thể tự sửa được trong gia đình. Tốn đỡ tốn tiền công và tiền công và thời gian, có thể tự sửa luôn. Bên em bán với giá là 220.000 bao ship luôn. Bao ship luôn các bác ơi, 220.000 bao ship. Mã sản phẩm là kéo cắt tôn mini các bác ơi. Các bác lên cho mã sản phẩm là kéo cắt tôn, 220.000 bao ship luôn các bác ơi. Tiếp theo em muốn giới thiệu các bác là con ép tỏi. Ép tỏi này thì hàng của Nhật nha các bác ơi. Hàng của Nhật nha các bác. Đây. Anh em xin lỗi, hàng của Đức. Hàng của Đức nha. Hàng của Đức các bác ơi. Đây. Made in Germany logo của đây. Willing đây. Willing của Đức đây. Cực kỳ xịn sò luôn. Con này thì làm được 100% bằng inox 304 nha. Nên các bác cứ yên tâm, vệ sinh an toàn thực phẩm cực kỳ xịn luôn. Đây, ép tỏi thì các bác chỉ cần bóc mà bóc vỏ tỏi rồi bỏ cái này đây. Các bác có thể chiết xuất tinh dầu tỏi hoặc dập nát tỏi ra để xào nấu cực kỳ dễ dàng mà không cần không bị cay mắt hoặc dùng đến dao. Cực kỳ xịn sò các bác ơi, inox 304 siêu bền. Chống rỉ cực kỳ chất luôn các bác ơi. Bên em bán này với giá là 130.000 luôn. Bao ship luôn các bác ơi, 130.000 máy. Cái ép tỏi bằng tay nha các bác ơi. Các bác lên cho em mã sản phẩm là ép tỏi bằng tay, 130.000 bao ship, cực kỳ xịn sò luôn các bác ơi. Đây. Kích thước thì vô cùng nhỏ gọn nhưng mà công năng thì vô cùng lớn các bác ơi. Ép tỏi thì cực kỳ mạnh luôn, cực kỳ mạnh mẽ luôn. Đây, vô cùng dễ dùng luôn, bỏ tỏi đây là ép thôi. 130.000 bao ship, mã sản phẩm là ép tỏi nha các bác ơi. Tiếp theo em sẽ mang đến cho các bác là con đuôi đèn cảm ứng lò xo, đuôi đèn cảm ứng nha các bác ơi. Đuôi đèn cảm ứng chuyển động ban đêm nha. Đây. Con này thì sử dụng bóng đèn đuôi xoáy nha các bác. Đây, con này sử dụng bóng đèn đuôi xoáy, hàng của Nhật. Đây, style in Japan đây các bác. Đây. Cực kỳ chất nha các bác. Đuôi đèn này thì sử dụng đuôi xoáy này. Đây là phần cảm biến chuyển động của ban đêm của nó này. Còn đây thì có đây, có hai công tắc. Công tắc bên trên là đây, chỉ nguyên cho ban tối nha. Đây, công tắc vào giữa thì là cả ngày cả tối này. Đây. Còn công tắc bên dưới là dành cho ban ngày, cực kỳ xịn sò. Và chúng ta có thể điều chỉnh được thời gian tắt mở của thời gian tắt của thời gian bật của bóng đèn các bác ơi. Đây. Ví dụ có người đi qua thì nút đầu tiên sẽ là sáng 16 giây nhá, 16 giây. Nút thứ hai sẽ là 32 giây và nút cuối cùng sẽ là 262 giây. Tức là thời gian sáng của bóng đèn khi nhận được chuyển động nha các bác ơi. Cực kỳ xịn sò luôn. Bên em bán này với giá chỉ 100.000 thôi. 100.000. Đây là mẫu mới về nha các bác ơi, cực kỳ chất nha. 100.000, bên em bán giá là 100.000 thôi, chỉ với 100.000. Đuôi đèn cảm biến chuyển động nha các bác ơi. Ban ngày ban đêm đều được hết, đều có chế độ cho dành riêng cho nó luôn. Các bác lên cho mã sản phẩm đuôi đèn chuyển động 100.000, chưa bao ship nha các bác ơi. 100.000 chưa bao ship. Với mã sản phẩm đuôi đèn cảm ứng nha các bác ơi, cực kỳ chất luôn. Có thời gian sáng của bóng đèn, chế độ ban ngày ban đêm hoặc cả ban ngày ban đêm, cực kỳ chất nha các bác. Đây là công tắc điều khiển số thời gian sáng của bóng đèn các bác, cực kỳ chất, 100.000 chưa bao ship, đuôi đèn cảm ứng. Tiếp theo em muốn giới thiệu cho các bác là một con dao sưu tầm các bác, dao sưu tầm của Nhật các bác. Đây. Cực kỳ chất nha các bác ơi. Đây. Thép này thì bên Nhật người ta dùng để làm kiếm nha các bác. Đây. Làm kiếm đây hoặc các sản phẩm trưng bày trong gia đình nha. Đây, cực kỳ chất luôn các bác ơi. Cực kỳ xịn sò luôn. Rồi, lưỡi dao thì ngắn thôi. Ngắn khoảng 10-12 phân, 12-13 phân. Hàng Nhật Bản nên các bác yên tâm đảm bảo chất lượng. Rồi. Cực kỳ chất luôn các bác ơi. Đây, được đựng trong vỏ gỗ thật nha các bác. Đây. Được đựng trong vỏ gỗ thật, cực kỳ xịn sò. Rồi, con dao này cực kỳ sắc nha các bác, có thể mang đi phòng thân hoặc để gọt hoa quả cũng được. Vô cùng sắc bén nha các bác ơi. Cực kỳ chất luôn. Bên em bán này với giá là 270.000 bao ship luôn. Với mã sản phẩm là dao vỏ gỗ nha. Hàng này hàng làm thủ công nên cực kỳ đáng giá nha, cực kỳ đắt luôn. Cực kỳ đắt và cái công sức bỏ ra thì không ít đâu. Cực kỳ chất luôn. Hàng này hàng người Nhật làm thủ công nên các bác cứ yên tâm. Thép thì
được làm bằng thép siêu siêu bền của Nhật để làm kiếm này. Kiếm Nhật thì các bác cũng biết đấy, về độ sắc bén và độ bền bền chắc của nó rồi, cực kỳ xịn sò. Bên em bán này giá là 1 270.000 bao ship, mã sản phẩm là dao vỏ gỗ nha các bác ơi, dao vỏ gỗ 270.000 bao ship, cực kỳ nhỏ gọn luôn các bác, cầm trong lòng bàn tay này luôn, cầm trong lòng bàn tay cực kỳ nhỏ gọn luôn, to chỉ bằng ngón tay cái thôi, nhưng mà cực kỳ sắc bén nha các bác ơi, cực kỳ sắc bén và đa năng. 270.000 bao ship với mã sản phẩm là dao vỏ gỗ nha các bác ơi. Sản phẩm nữa em muốn giới thiệu các bác là trong ngày hôm nay đó là con cờ lê 8 đầu. Cờ lê 8 đầu của bên em thì em giới thiệu luôn cho các bác là con này thì gồm 8 đầu khẩu nha các bác. Đây, 8 đầu khẩu nha. Rồi, em giới thiệu luôn cho các bác này. 8, 10, 12 và 13 nha các bác. Đầu bé của nó là đây, đầu bé gồm 4 đầu, 8, 10, 12 và 13 nha các bác. Cực kỳ xịn sò, xoay chuyển đa năng. Cực kỳ chất luôn. Em nói phải nói sản phẩm là 8 trong 1 luôn. Còn đầu bên đầu to của nó là từ 14, 17, 19 và 21 nha các bác. 4, 7, 9, 14, 17, 19, 21 xoay lắp đổi đầu thì vô cùng dễ dàng thôi. Rồi, cực kỳ dễ dùng luôn. Bên em bán giá là 200.000, 200.000 bao ship luôn. Thanh lý nhà em chỉ còn 2 chiếc thôi. Nhà em chỉ còn 2 chiếc này thôi. Thì em thanh lý luôn. Thanh lý luôn cho các bác. 200.000 bao ship, trước thì em bán là 230 cơ. Này thanh lý luôn. 200.000 bao ship với mã sản phẩm là cờ lê 8 đầu. Tích hợp 8 đầu khẩu trong một dụng cụ, cực kỳ đa năng luôn. Bên em bán giá là 200.000 bao ship với mã sản phẩm là cờ lê 8 đầu nha các bác ơi. Cờ lê 8 đầu 200.000 bao ship toàn quốc luôn các bác ơi. Chỉ với 200.000 sử dụng sở hữu sản phẩm 8 trong 1, cực kỳ đa năng luôn. 200.000 bao ship, mã sản phẩm là cờ lê 8 đầu nha các bác ơi. Sản phẩm còn nhiều mà thời gian lại có hạn thì em xin kết thúc video ở đây. Các bác xem video thì nhớ để cho một nút like, một đăng ký kênh, ủng hộ kênh của em để kênh của em được phát triển hơn, nhiều người biết đến hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video ngày mai.